Lưu Vĩnh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay bà xã mình làm cho chú Năm cái hũ cải chua này quý vị. Hôm qua mình mua về mà chú Năm đến để về ăn luôn. Còn để về ăn thì đâu có ngon. Hôm nay xã mình đi công việc về rồi làm cho chú. Giờ đem đến cho chú. Chú Năm. Chú khỏe không? Chú sáng ăn gì rồi? Sáng nay uống sữa không ăn gì đó. Ủa sao rồi? Sáng nay không biết nó nấu. Vậy thôi. Uống sữa hả? Sữa. Có sữa hả? Uống trà phê sữa đó. Trà phê sữa ha. Chị ơi, vậy rồi phải nấu cơm ăn sớm chứ. Vậy chị sẵn nấu cơm nè. Dạ. Vậy cho cái bớt cái mặt cái sẵn nấu cơm. Đem cho chú cái hũ cà chua. Hôm qua gì đem về vợ ăn làm nè. À, cảm ơn nhiều lắm. Làm rồi cũng ngon. Chứ còn chú để gì ăn đâu còn làm gì? Con đó là bệnh dịch quá à, không nhận được. Nhận tiền kìm á. Dạ. Nó không nhận được. Có gửi không? Yêu cầu có gửi là nhận được hả? Không có giờ vậy nè. Giờ chú nhà con nhận ngay kìm đi. Con gửi ngay con. Con giữ chú luôn. À, rồi anh Phương anh nói sao? Nói là bệnh quá rồi giờ nhận cũng đem qua được. Rồi tôi không tính đi luôn. Giờ đi qua tôi không dám đi đâu, đi sợ phải phạt. Bây giờ đâu có liên lạc được với con cái gì đâu mà gửi con được. Có, giờ con ấy thì bố điện nó nói cho xuống tội con. Dạ. Liên lạc con. Dạ. Rồi cũng hai đồng gì đây nữa. Trời ơi. Dạ. Thì anh có, Phương nếu anh Phương anh không nhận được thì con nhận giùm cho. Thì mình có mình có gì không? Nhận hai chồng gì đi ở chơi có gì không con? Dạ đâu có gì. Trừ khi ta về thì ta phải có nghĩa là về thăm chú không? Nói ra về đây qua dịch thì về đó, về ở cũng 7 tới 10 tuần nữa. Thì có nghĩa là về mà nếu phải trình với chính quyền địa phương là tạm trú. Cái đó là dễ rồi đó. Dạ thì trình tạm trú thôi chứ không gì. Nhưng ở nước ngoài về thì ta có cái thủ tục của nước ngoài về rồi à. Nhưng mà khi ở địa phương mình thì mình phải trình tạm trú. Dạ. Tình xuống trấn tình đâu có gì đâu. Dạ. Nó là hai dòng gì nó về đó ở đây chơi tuần hả? Đó tuần đó. Dạ. Tại nếu con chú cha mà đồng ý con ở lâu rồi. Dạ. Người đó ở đâu chú quê đâu? Quê đâu này là nó quê đâu cũng quên rồi. Quê luôn hả? Dạ thương chú ở chơi chú gì vậy? Chứ ta quê đây ta cũng có nhà, có cha, có mẹ, có anh chị em chứ. Cha mẹ mà có mất đó là. Dạ. Rồi cũng còn anh chị em, người thân. Có nói tại thấy cha quay mạng đó rồi con mến thương cha chứ không có gì giúp đỡ vậy. Dạ, chú nhớ tên người đó không? Có tên là chú quên rồi. Dạ, quên hoài hả? Quên hoài. Ở nước nào chú? Ở bên gì, nên là bên nè. Mỹ, Canada, Đài Loan hả? Không có chưa nói hỏi đồng ý ở cho ai không ý định chứ rồi. Dạ thì cái này chú có gì chú muốn gửi ai thì chú lên tiếng đi chứ con không có ý kiến. Đó, thì dạ. Chú có biết ai đâu nhận chú được. Dạ, chú dạ. Tiền bạc cũng khó khăn. Thì nếu mà gửi thì con nhận được hà không gì chứ? Biết không biết sao? Tiền bạc khó khăn chú đâu có giữ đâu. Dạ, giữ dùm chú. Thì nếu có số tiền nhiều con giữ chú chứ để thôi nó vô nữa à. Thì nó là con gửi thì cha cũng gửi đó để đó rồi cha lấy tiền đi di chuyển bệnh rồi. Dạ. Đến bên đây thì chồng có tính nó còn nó đoạn cho cha đó. Dạ. Nó cha. Thì nếu như mà có gửi cho chú mà muốn gửi ngay con thì con sẽ nhận giùm chú. Thì sau đó con đi rút tiền ra con giữ giùm chú. Đó nếu chú muốn gửi con thì nếu như mà cái người đó mà có xem được clip này thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0974033330. Số điện thoại này có thể kích hoạt Zalo Facebook cái gì. Số điện thoại này mình có thể liên kết với cô Zalo Facebook của mình. Dạ của con. Con thì số con có trong máy chú mà. Vậy để chú hỏi với con đó. Dạ. Thì nếu mà chú muốn nhờ con thì và người đó đồng ý thì con sẽ nêu số điện thoại vậy đó. Rồi nếu đồng ý thì liên hệ rồi gửi. Dạ. Tại con có cho anh Phương hay rồi.
Hả? Nói qua nhận tiền giùm chú gì đó. Thì qua dạ. Qua đây nè. Cô nói giờ có nhận chú cũng đem qua được. Dạ. Đi ra sợ bắt chết thì cùng. Dạ thì ảnh và ảnh xa xôi khó khăn thì đấy con nhận giùm cho. Dạ. Tại con có nói ảnh là nó thôi em nhận đi. Nó nói này lúc trước là mình thuộc quân bên anh mà thì anh bên nhận đi. Bên ảnh là nói trời ơi điện con có gặp con có được một lần hai lần rồi. Dạ. Đâu có gì đâu. Thằng Phương kêu con nhận đi cho ở gần chút nè. À. Làm luôn cho gọn. Con nói Mạnh Thường Quân bên anh nhận chứ. Rồi cái đầu kêu anh qua. Hỏi ý cha sao? Con biết con gửi chứ không có cha chứ không có giữ tiền cho gửi cho tính mà. Dạ. Gửi tính rồi. Bị cha bệnh á, bị mất quà. Dạ, tôi không gửi 30 mấy rồi đó. Gửi tính thằng có nhiều khi đi khám bệnh rồi đó thôi. Dạ. Ta rồi. Con vợ chồng con tính gì để đỡ chứ cha cho lâu đó. Con tính cha tính sao con... Gửi tiền cho con mà quay cái clip này nó còn hơn mà cái giấy mà nhận, chứng nhận hai người ký với nhau đó. Có hình ảnh luôn. Trời ơi con thì tính mừng lắm mà thì con cái không biết sao mình không biết mà vợ chồng gì đây rồi mình có gì không á. Dạ đâu có gì thì chỉ mà đăng ký tạm chú là xong hả? Ký thêm bước nữa là chú chỉ tính làm chú có gì chú với có nghĩa là cái báo mình báo với chính quyền địa phương là mình ở nước ngoài mới về vậy đó rồi coi đưa giấy tờ cho ta xem cái ta đăng ký cho mình tạm chú ở đó tới thời điểm bao lâu. Cái này thì mấy người ở ngoài nước ngoài về ta gành lắm, ta làm hoài ta biết, mình thì mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ còn thủ tục thì ta gành hơn mình. À, cha đồng ý thì con hai chồng con ở gì ở lâu ạ? Chú không nhớ người đó quê đâu luôn hả? Có nói mà quên về. Rồi chú người đó thường thường người phụ nữ nó gọi cho chú hả? À. Có chồng gọi không? Chồng có nói chuyện không? Dạ bữa điện về nữa nè. Dạ. Điện về chồng nó nói chuyện đó. Dạ, ở đây lo hả chú? Dạ lo, nghe đó, đài đón ở đâu mà quên, nó không nhớ. Dạ. Mốt gắn nhớ cái tên đi. À. Dạ. Rồi chú nấu cơm chưa? Thì chú ngồi gì nó vậy nó mở ba mấy mặt cái ngồi nấu cơm nè. Dạ. Ngồi cho nó hết trong mặt cái nấu hen. Ờ, thôi nước vậy đi té. Chú làm đi, có cái đó là ăn ngon rồi đó, chú thích cái đó mà làm đúng món đó là ăn ngon rồi đó. Ngon nhiều lắm. Dạ, như leo đấy. Để là nó dạ. Có nhiều người cũng vô kêu con bình luận á. Kêu mua tủ lạnh cho chú rồi mua bếp này kia nọ đó. Mà tiền đâu mua? Không có tiền đâu mua. Coi tiền gầy dịch này có làm gì ra tiền, không có đồng nào đâu, không đủ sống nữa, vợ chồng có ăn nữa. Thì sao mua được? Bên quán mà ai muốn chết luôn. Có Mạnh Thường Quân gửi tiền gì cho chú để nấu ăn cho chú thì tiền đó để dùng nấu ăn thôi chứ đâu có làm sai được. Tiền gửi có gửi về mua đồ ăn nấu ăn cho chú là chỉ làm chuyện đó. Cô ta gửi ta dặn cái gì làm nấy. À. Dạ. Chứ giờ mình chưa có tiền. Dạ. Cái Mạnh Thường Quân hổm thì cũng nấu chưa hết tiền nữa. Để hết thì hết cái phần đó đi rồi. Có hỏi nhỏ gái đó nói con không biết chưa cha mà chưa gì chân con làm gì để tiền đôi mình bánh con. Không cha đừng lo. Con giúp nhận rồi. Chú có nói rồi hen, để ta thương chú ta gửi thôi. Rồi chú làm gì làm đi ha. Để bữa rồi cái ảnh điện về cha nó điện cha đó. Rồi. Đi làm. Dạ. Chú đứng vịn cái ấy lên. Đứng ngồi. Nhớ vịn cái này, vịn cái này. Đỡ mặt cái mới ấm đứng dậy là té liền. Dạ. Vịn xe đi chứ đứng gắn gượng té cái nguy hiểm lắm ạ. Té mà té bật ngửa nguy hiểm lắm. Mốt phải làm có cái gì ở đây cho có điểm cố định cho chú đứng vịn như nó cái dễ. Đó là làm sao đó có buộc dây thì đứng vậy. Dạ. Yeah. Buộc dây cửa. Vậy muốn chú để cái võng này sát vô trong máy dắt đi, người làm dây trong máy dắt. À. Là để sát máy dắt nó có điểm tựa. Này để cho chú tới lui làm chút ít dần dần động chứ chú nằm hoài cũng không tốt. Chứ thôi mấy chuyện làm giặt điện làm cho chú chút xong rồi. Chớ mới gắn về hai đánh về đi vòng về hai vòng. À đi vòng hả? Đi gần gần thôi, đừng đi xa quá mấy ông bắt á. Đi bắt được mới không dặn. À, chứ ngang chú chán thì sớm nhớ mang trang vô kìa. Dạ.
chứ chú ngồi được không được, tôi phải nắng nó được biết rồi, biết chú không nắng rồi mà đừng có phải dạ dạ đúng rồi, mắc khẩu trang vô đúng rồi. Rồi có về hả chú? Trời, dạ 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 chào chú, tôi tính con xin chào toàn thể mọi người luôn, xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Dạ 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 thì con làm thiện nguyện mà chú cần gì thì con giúp được, làm giúp mà chuyện nó nhỏ mà đâu lớn lao gì. Dạ dạ thì sao chú người ta có gửi đây thì con nhận giùm cho, rồi con chuyển vô tài khoản con thì con nhận thống. Chú nói là duyên nợ của hai chồng con với chú thì cũng chồng ổn định thì con nói trời ơi chú con thấy hoàn cảnh chú con thương. Dạ. Thấy lên mạng đó. Dạ. Rồi nếu có gì thì kêu liên hệ với con. Dạ dạ rồi chào chú. Dạ đây máy tính con xin kính chào tất cả mọi người, chào hai ba lần mà vậy không được. Rồi kính chào mọi người nhé, chúc mọi người được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay gia đình mình có bằng dịch nấu cháo gì anh chia sẻ cho chú Năm với cậu Út cùng ăn. Cậu hả chú? Dạ. Con có đem cho chú nghe dịch nấu cháo. Rồi để con xớt ra. Trời nắng hay sao chú đi trong nhà? Hả? Thì nắng quá vậy? Ngồi ăn được hả? Ngồi đất với tấm đau nó luôn ngồi được. Ủa vậy là ngồi ăn được hả? Ngồi được, còn cậu có được con. Ủa vậy là chú ngồi bô con hả? Hồi đó chú ngồi cái bàn đó. Dạ. Thì chú ngồi bô được rồi đó nè. Ờ vậy có nghĩa là ngồi chầm hổm là chú ngồi không được phải không? Được con, ngồi đất với tấm vô xương gãy. Ờ cấm cái xương gãy hả? Vậy là chú ngồi là phải nếu mà cái nhà cầu mà cái giống như cái nhà cầu mà ngồi nguyên cái mông lên là chú ngồi được không? Ngồi cái cao á. Dạ. Cái đó thì ngồi được hen. Còn cái này là không ngồi được luôn, cái ngồi chùm hổm là ngồi không được luôn. Cái chú cứ ghế chú mép ở giữa đó. Dạ. Vậy là chú phải đi bô không hả? Chú ngồi được. Dạ. Đó chú ngồi được. Không gì ngồi không được luôn hết ta. Dạ. Vì sao không sử dụng nữa? Tại đỡ là đi nè. Rồi con xếp cho chú một phần cháo dưới thịt. Thịt vịt. Dạ. Dạ còn con đem lại chút. Cậu Út. Không mấy gì khỏe không? Cũng đỡ đỡ vậy hả cậu chú ơi. Hỏi ông mình thấy ông không biết đâu gì không? Ổng thì dạ để hỏi đi, hỏi mấy ông sao rồi hỏi là kỹ lắm, mình luôn có tài chuyện hỏi cái ông có gì biết không? Dạ là phần nghe cháu dịch chia sẻ đến cho chú Nam cái gì chắc chú cháu dịch chắc cũng chưa lâu quá chưa ăn ha. Cái gì cháu dịch lâu quá chú ăn không? Chưa ăn không à. Rồi bữa nay ăn đi, chú ăn mấy con gọi gì à. Dạ rồi, chừng nào chú ăn thì ăn hen, để sẵn đó rồi đó. Nếu mà giờ đói thì ăn luôn cho ngon, còn nóng á. Dạ. Rồi vậy con đi nha chú. Dạ. Rồi tiếp tục đem cháo đến cho cậu Út về. Còn ngủ rồi chắc mình đi vô trong mình sớm luôn á. Nhẹ nhẹ vô. Còn nghe kinh là còn ngủ rồi dê, cho nên mình đi nhẹ nhẹ vô tự sớt luôn ha. Ở đây có mấy trái chuối cho cậu. Tại chú Năm thì có cái phần dưa cải cái gì. Thì cậu thì nói dân cậu ăn cũng được. Thì cho nên xếp mấy trái chuối cho cậu ăn với thịt kho ha. Bây giờ để mình sớt đồ ăn ra. Đây là phần cháo của Út cái gì. Thì Út cũng thích ăn kho câu cái gì. Cho nên cái phần này để con kho câu cho cậu. Mình thấy trời mưa này, mình bảo ngủ rồi thành sớt vô đậy lại cái về không gì.